30 tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bão số 4 Noru khả năng mạnh thêm, nhiều tỉnh nằm trong vùng cảnh báo đỏ cấp rủi ro thiên tai cấp 4 màu đỏ đối với bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, phá hủy môi trường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ sáng nay ngày 26 tháng 9, bão số 4 Noru đang ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, từ 118 đến 133 km/giờ, giật cấp 10. 4, bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 210 km tính từ tâm bão, bán kính gió mạnh từ cấp 10 giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, có xu hướng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 13, từ 134 đến 149 km/giờ, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 28 tháng 9, bão số 4 ở trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, từ 103 đến 133 km/giờ, giật cấp 14. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi sâu vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/giờ. Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, bão Noru là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansene tháng 9 năm 2006, bão số 9 Kestana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là cấp 4, màu đỏ rất lớn. Tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai là cấp 3, màu da cam. Tại Việt Nam có 5 cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 5 là cao nhất, mức thảm họa màu tím. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với bão đồng nghĩa là bão có khả năng gây thiệt hại lớn về người, vật nuôi, thiệt hại nặng nề về tài sản, công trình hạ tầng, gây đình trệ các hoạt động kinh tế xã hội khác, mất mát lớn về tài chính, môi trường bị hóa hủy, để lại hậu quả lâu dài, khó có khả năng hồi phục, ông Khiêm cho hay. Do ảnh hưởng của bão số 4 Noru, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa to, rất to, với lượng mưa phổ biến 250-350mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Từ ngày 28 tháng 9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Bão Noru duy trì cường độ mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam. Dự báo của Việt Nam cũng như quốc tế đều nhận định bão Noru sẽ duy trì cường độ mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam. Khu vực dự báo bão đổ bộ là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Sáng nay ngày 26 tháng 9, tại cuộc họp giao ban công tác ứng phó với bão Noru và mưa lũ ở miền Trung của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay bão Noru đã vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Chiều tối và đêm qua 25 tháng 9, khi bão Noru đổ bộ vào đất liền Philippines, cường độ có giảm xuống một chút. Rạng sáng nay, bão Noru vào Biển Đông lại có xu thế mạnh lên. Tất cả các dự báo của Việt Nam cũng như quốc tế cập nhật đến sáng nay đều nhận định cường độ cơn bão này là mạnh. Về dự báo, quỹ đạo bão khá ổn định, nhưng về cường độ rất tiếc không có dự báo nào cho thấy bão giảm cường độ khi tiến gần đất liền Việt Nam, ông Khiêm thông tin. Cũng theo ông Khiêm, khi bão vào Biển Đông, có các yếu tố tác động đến cơn bão, trong đó có yếu tố năng lượng là nhiệt lực và động lực.
Nhiệt lực thì hiện nay bề mặt nước biển đang rất cao, độ ẩm lớn. Động lực tạo ra xoáy thì hiện nay có gió Tây Nam phía dưới và gió Đông Bắc phía trên. Các yếu tố này đã làm cho bão duy trì cường độ mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam. Hiện tại chúng tôi đánh giá bão số 4 có cường độ lớn, đặc biệt khi bão đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ đạt cấp 13-14. Cường độ bão này duy trì khi đi vào vùng biển Quảng Bình đến Ninh Thuận, ông Khiêm nói. Cơ quan khí tượng nhận định khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Đây là khu vực vùng biển thoáng, do đó gió mạnh do bão trên đất liền ven biển có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15. Chúng ta vẫn còn thời gian đến sáng mai cập nhật các số liệu dự báo để điều chỉnh đưa ra con số cảnh báo sát nhất. Thời điểm hiện tại chúng tôi đưa ra con số cảnh báo như vậy là cao nhất. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng của Mỹ, của Trung Quốc tính toán theo thang cấp độ gió 1 phút thì họ còn đánh giá bão đang ở mạnh cấp 15-16, cao hơn số liệu của chúng ta 1-2 cấp. Ông Khiêm nói thêm, do ảnh hưởng của bão từ nay đến ngày 27 tháng 9, bắt đầu có gió mạnh trên vùng biển phía nam của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông. Đối với vùng biển ven bờ, dự báo chiều đến đêm ngày 27 tháng 9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định sẽ bắt đầu có gió mạnh. Đến rạng sáng và trong sáng ngày 28 tháng 9 là thời điểm trên đất liền khu vực trên chịu tác động gió mạnh nhất. Về nhận định mưa, ông Khiêm đưa ra dự báo, tổng lượng mưa cả đợt tương đối lớn, mưa trải dài từ Bắc Trung Bộ đến Trung Trung Bộ. Tuy nhiên, thời gian mưa khác nhau. Cụ thể, từ chiều ngày 27 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, mưa tập trung tại khu vực bão đổ bộ, là từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, Phú Yên. Mưa cũng xuất hiện ở phía Bắc của Tây Nguyên là Kon Tum và Gia Lai. Còn khu vực từ Quảng Trị trở ra các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, mưa sẽ xuất hiện từ khoảng ngày 28 đến ngày 30 tháng 9. Tổng lượng mưa ở các khu vực trên dao động khoảng từ 150 đến 300 mm, cục bộ có nơi lượng mưa còn cao hơn. Bão số 4 đi nhanh, cuộn vào trong. Mặc dù lượng mưa chỉ trên 100 mm nhưng do mưa tập trung trong thời gian ngắn nên có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ông Khiêm lưu ý. Với lượng mưa dồn dập như vậy, ông Khiêm cũng đã đưa ra cảnh báo lũ lớn trên các sông tại khu vực trên. Cụ thể, nếu mưa lên tới 200 đến 300 mm thì một trong số sông ở khu vực trên lũ có thể lên mức báo động 2, nếu mưa lên tới 400 mm thì lũ có thể lên tới báo động 2, báo động 3. Từ các số liệu phân tích ở trên, ông Khiêm lưu ý các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, cấp độ rủi ro thiên tai vẫn duy trì ở cấp 4, còn các khu vực khác cấp độ rủi ro thiên tai thấp hơn ở cấp 3. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các đơn vị địa phương phải thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng về ứng phó với bão số 4 và mưa lũ ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Thủy sản tiếp tục theo dõi sát các tàu thuyền hoạt động trên biển để nắm bắt tình hình, đôn đốc các tàu này vào nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Ông Luận lưu ý, Tổng cục Thủy sản chỉ đạo các địa phương phải tuyên truyền cho người dân tại các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản phải sơ tán sớm trước khi bão đổ bộ, có biện pháp ứng phó kịp thời nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản. Dự báo khu vực trên sẽ có mưa to đến rất to, ông Luận lưu ý Tổng cục Thủy lợi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần rà soát nhằm đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện, hồ chứa thủy lợi và sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đề nghị các đơn vị cử các đoàn công tác tham gia đoàn công tác tiền phương do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng ban đặt tại Đà Nẵng. Dự kiến sáng ngày 27 tháng 9, Phó Thủ tướng sẽ vào Đà Nẵng. Các đơn vị như Biên phòng, Cứu hộ, Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Thủy sản chủ động vào để tham gia cùng đoàn của Phó Thủ tướng đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4, ông Luận nói. Bão Noru di chuyển nhanh vào đất liền, vẫn ở cấp 13. Theo chuyên gia, dự báo khi vào đất liền các tỉnh miền Trung vào đêm ngày 27 tháng 9, bão số 4 Noru vẫn duy trì cường độ rất mạnh cấp 12-13. Chiều ngày 27 tháng 9, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc gặp mặt báo chí để thông tin về diễn biến cơn bão số 4, bão Noru. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá bão số 4 là cơn bão rất mạnh. Thống kê gần đây cho thấy đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ của Việt Nam. Cơn bão này mạnh tương đương cơn bão số 6 Sansene tháng 9 năm 2006, bão số 9 Kestana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020, ông Hưởng nói.
Tốc độ di chuyển của cơn bão số 4 khá nhanh, trung bình khoảng 20 đến 25 km/h. Với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, nên ngay khi bão vừa vào Biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin bão khẩn cấp. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới và cả sau giai đoạn 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km/h, cường độ bão đạt mạnh nhất khi ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa ở mức cấp 14, giật cấp 16. Cũng tại cuộc làm việc, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin khu vực bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền được tính từ nơi có tác động gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Theo đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên là khu vực chịu tác động trực tiếp của bão số 4. Trong đó, trọng tâm ảnh hưởng của bão là 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, bán kính của bão rộng cũng ảnh hưởng đến cả khu vực phía Bắc Quảng Trị và phía Nam Bình Định. Theo dự báo, đêm ngày 27 tháng 9 đến sáng ngày 28 tháng 9, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền khu vực này. Thời điểm này, trên đất liền cần lưu ý các hoạt động để tránh thiệt hại về người và tài sản, ông Khiêm nói. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thêm, cường độ bão số 4 vẫn duy trì khá mạnh khi tiến gần đất liền Việt Nam. Cụ thể, khi bão vào vùng biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định vẫn ở cấp 13-14, khi vào đất liền bão có giảm nhưng vẫn ở cường độ rất mạnh 12-13. Sau khi đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, bão sẽ đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Vào hồi 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15, ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 230 km tính từ tâm bão, ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm đến 13 giờ ngày 27 tháng 9. Vị trí tâm bão vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!